Sáng nay, huyện Ba Tơ phối hợp với Công đoàn Liên doanh Việt-Nga Vietsopetro khánh thành và đưa vào sử dụng công trình nhà lớp học tiểu học và trung học cơ sở xã Ba Vinh. Công đoàn Liên doanh Việt-Nga Vietsopetro đã tài trợ trên 2 tỷ đồng để xây dựng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ. Công trình gồm 4 phòng học 2 tầng với diện tích xây dựng trên 238 m². Việc làm thể hiện tinh thần trách nhiệm tương thân tương ái của Công đoàn Liên doanh Việt-Nga Vietsopetro chia sẻ khó khăn với cộng đồng, nhất là đối với đồng bào vùng cao. Công đoàn Liên doanh Việt-Nga Vietsopetro đã trao 100 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi, mỗi suất 1 triệu 100 nghìn đồng.